Em Tông Nha Trang xin kính chào cô chú anh chị nhà đầu tư đang xem video của em ngày hôm nay. Hôm nay thì Minh Tông sẽ tiếp tục đi review cho cô chú anh chị một căn nhà với thiết kế là một trệt hai lầu một lửng nằm tại khu đô thị Phước Long B. Thì với căn nhà này rất là đẹp nha cô chú anh chị, và nằm rất là gần với khuôn viên của công viên của khu đô thị. Thì anh chị đang thấy thì em đang đứng ngay vị trí của công viên, và cái căn nhà này nó sẽ cách cái công viên này rơi vào khoảng là 50 mét thôi anh chị, rất là gần, nằm rất là gần với con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành. Thì đi từ đây mà đi ra tới đại lộ Nguyễn Tất Thành thì rơi vào khoảng là 100 cho tới 150 mét thôi cô chú anh chị. Và dân cư ở đây là dân cư của khu vực này là dân trí rất là cao, đa số là nhà cao tầng. Khu vực này thì kinh doanh hoặc là cho thuê là văn phòng cũng khá là ok. Với đơn giá cho thuê hiện tại ở đây thì rơi vào 20 triệu cho tới 30 triệu cho một căn nhà nguyên căn. Và sản phẩm ngày hôm nay của em sẽ nằm ở trong này. Đi đi vào chỉ còn khoảng là 50 mét thôi là để tới rồi cô chú anh chị. Lô đất của em nằm hiện tại nằm cuối đường, và con đường này là đường 10 mét và sẽ kết nối đi mở thẳng ra luôn. Đường thì vẫn sau này vẫn là quy hoạch vẫn là đường thông nha cô chú anh chị. Đây thì em sẽ đi vào phía bên trong nhà để quay cho cô chú anh chị trực tiếp. Hiện trạng thì ô tô đi vào tới đây nha cô chú. Đây, căn nhà này có thiết kế là một trệt hai lầu và một lửng ở trên với 4 phòng ngủ và 5 toilet. Nhà rất là mới và gần như là nội thất cực kỳ đẹp luôn. Căn nhà này có hướng là hướng đông nam. Diện tích là 95,6 và có chiều ngang sẽ là ngang 5 mét. Đây, với căn nhà này em sẽ zoom góc rộng và quay cho cô chú anh chị xem luôn. Địa chỉ thì 23/21 khu đô thị Phước Long B. Đây em sẽ quay rõ cho cô chú anh chị luôn. Có chuông và có cửa đi vào thì nó sẽ là một khung cửa sắt như thế này. Và có sân thượng phía trên là rất là đẹp luôn. Xíu nữa em sẽ đi lên quay cụ thể cho cô chú anh chị xem luôn ạ. Thì đơn giá của căn nhà này hiện tại đang bán là 5 tỷ rưỡi nha cô chú. 5 tỷ rưỡi cho một lô nhà, một cho một căn nhà tại khu đô thị với diện tích là 95,6, hướng đông nam, đi ra biển thì khoảng một cây rưỡi thôi. Một cây rưỡi là để tới biển rồi. Thì trong góc này nè, cô chú anh chị, đây là cái khu vực sân để xe. Anh chị có thể để ô tô ở trong này cũng được, hoặc là để ở phía ngoài này cũng được. Bởi vì cái lô nhà của chúng ta hiện tại là đang nằm ở cuối đường, và lợi thế sẽ là sử dụng được cái phần sân ở trước. Như anh chị đang thấy đang để chiếc ô tô nè. Đó. Có cửa sắt và cửa cửa cuốn như thế này nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị đang xem video của em ngày hôm nay, cho em xin một like và một subscribe kênh nhé. Ở nhà này có nội thất rất là đẹp, sử dụng đồ gỗ cao cấp, trang trí với cái phông màu trắng, có đèn chùm, có bếp tủ lạnh, và khu vực phòng khách rất là đẹp và sang luôn nha cô chú anh chị. Đơn giản với một căn nhà mà 5 tỷ rưỡi, nội thất xịn như thế này, riêng về nội thất cũng rất là giá trị rồi. Khu vực này thì đi lên ở tầng trên. Đây, với chiều ngang 5 mét và chiều dài gần 20 thì căn nhà này rất là đẹp với một khu đất ở tại khu đô thị. Như cô chú anh chị đang nhìn thấy thì hiện tại là sử dụng đồ gỗ rất là nhiều nè. Ở khu vực này trưng một cái tủ lạnh hai cánh. Đây, em sẽ quay rõ hơn cho cô chú anh chị xem luôn. Chủ bán giá 5 tỷ rưỡi để lại toàn bộ nội thất của căn nhà nha. Em sẽ đóng cửa lại cho anh chị xem phía mặt ngoài. Đây, cửa hai cánh, sử dụng đồ gỗ rất là nhiều. Khu vực thiết kế một cái bàn ăn 6 ghế, khu vực dành cho gia đình. Bên này thì khu vực bếp, sử dụng bếp điện từ, có máy bắn, máy lò vi sóng. Khu vực này dùng để đồ, để chén chén đũa lên ngay khu vực này. Sử dụng gỗ xịn nhan của chú anh chị. Đây ạ, sử dụng gỗ rất là tốt. Khu vực dành để rửa chén ngay vị trí này. Còn đây sẽ là giếng trời. Ngay góc này sẽ là khu vực giếng trời, quay lên. Em sẽ quay rõ luôn cho từng chi tiết cho cô chú anh chị xem. Và phía dưới này sẽ có một cái toilet nha. Góc này sẽ là vị trí toilet ở phía sau. Đó, toilet. Toilet thì hiện tại là sử dụng đồ cơ bản như này thôi. Thì bây giờ Minh Tâm sẽ đi lên phía bên trên và quay cho cả nhà mình xem căn nhà này hiện tại sẽ như thế nào nhé. Rất là đẹp với một căn nhà 5 tỷ rưỡi.
Bây giờ mình sẽ đi lên từng lầu một và quay từng phòng ngủ cho cả nhà mình xem. Đây, sử dụng cầu thang có tay cầm bằng gỗ thiết kế là kính cường lực và được lót lót đá đi lên như thế này, rất là đẹp và sang luôn. Nhà cực kỳ sạch, nhà mới nha anh chị. Hiện tại đơn giá cho thuê lúc trước thì anh chủ nhà cho thuê với đơn giá là 20 triệu trên một tháng. Thì khi mà lên tới cái phòng ngủ, lên tới tầng đầu tiên thì chúng ta sẽ gặp hai phòng ngủ như thế này. Bên đây sẽ là một phòng. Tất cả trong căn nhà này sử dụng đồ gỗ rất là nhiều. Có toilet chung cho mỗi phòng như thế này. Bốn phòng ngủ nhưng mà có tới 5 toilet. Hiện tại trên này sẽ có 4 toilet và ở dưới có một toilet nha. Cô chú anh chị ở đây xem video của em cảm thấy hợp ý với căn nhà này thì liên hệ với em trực tiếp qua số điện thoại ở trên nha. Em sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là gửi thông tin đầy đủ cho cả nhà mình. Sử dụng cái này là giường ngủ bằng gỗ nè, khá giống một cái khách sạn nha anh chị. Đây, bên này góc này em sẽ đứng ở trong này quay cho anh chị để xem hết từng góc một của từng phòng. Khu vực này là cửa sổ. Phía bên này sẽ là hàng xóm của chúng ta, được rào rào sắt rất là kỹ. Đây là góc riêng của mỗi phòng. Bên này sẽ là tủ để đồ rất là đẹp, sử dụng đồ gỗ rất là nhiều. Sử dụng cửa cửa cách âm nha, này rất là dày luôn nha cô chú anh chị. Rồi bên đây sẽ là một phòng tiếp theo. Bên này thì phòng này có ban công và có toilet trong như thế này luôn. Khi bước vào thì sẽ có một cái toilet. Toilet thì đơn giản thì mỗi phòng nó sẽ giống nhau thôi nha anh chị. Rồi bên này tiếp tục là một cái giường gỗ như nhau với phom màu vàng, rèm màu vàng, có thạch cao chạy điện âm như thế này. Mỗi phòng nó sẽ có một cái máy lạnh. Giường ngủ rất là rộng nha, giường ngủ 2 mét rất là to. Phòng này gần như là phòng master, phòng dành cho vợ chồng. Phòng này thì đẹp lắm nè, nó có một cái view ban công như thế này. Đây là khúc ban công có cửa đi ra. Bên hông thì trồng một cây lộc vừng đẹp lắm anh chị, đang ra bông nè. Thời điểm này hiện tại là đang ra bông, đang có rất là nhiều bông. Em sẽ quay luôn cái khu vực hàng xóm cho anh chị xem. Bên này là hàng xóm của chúng ta nè. Bên này hiện tại là chưa có ai xây nhà và cái con đường 10 mét đó sẽ đi thông luôn nha, đi thông qua bên bên góc đường bên sông quảng trường bên kia. Đó, bên này là khu vực dân cư, có một bãi đất trống như thế này. Hàng xóm của chúng ta ở đây là dân trí rất là cao nha. Ở đây có hệ thống gọi là camera giám sát của chúng ta. Đây có camera giám sát cho ngôi nhà này, anh chị có đi đâu xe thì cũng rất là yên tâm. Bây giờ em sẽ tiếp tục đi lên tầng trên quay chi tiết từng phòng cho cô chú anh chị luôn. Mỗi phòng ở đây thì rơi vào khoảng 38 cho tới 40 mét vuông nha anh chị. Tiếp tục em sẽ đi lên tầng trên nữa, tầng 3. Mỗi phòng ở trên đây cũng có hai phòng khá là giống nhau. Em chào anh chủ nhà nha, rất là đẹp trai. Vậy anh chị đang xem đây thì cũng là một phòng tiếp theo trên tầng 3, thì hầu như là phòng nào cũng có sử dụng tủ gỗ và giường gỗ. Tiếp tục đây là một cái kệ để đồ bằng gỗ nè anh chị. Nếu mà thực sự là cho thuê ở cũng rất là ok, bởi vì cái giá thuê hàng tháng anh đang cho thuê là 20 triệu cho một tháng. Nếu như cô chú anh chị nào muốn thuê vẫn thuê được, và muốn mua thì anh vẫn bán với cái đơn giá là 5 triệu rưỡi cho một căn nhà nội thất gỗ rất là sang, nhìn rất là đẹp luôn anh chị. Đây là cái bàn làm việc, đây là vị trí của bàn làm việc, đây là cái bộ ghế bằng da làm khá là tâm huyết cho một căn nhà. Khu vực này thì ban công càng cao thì với cái view nó sẽ càng đẹp nha anh chị. Phía bên kia sẽ là công viên, hồi nãy em có đứng quay từ từ đầu đi ra biển theo hướng này thì cũng rất là gần. Tiếp tục em sẽ quay phòng bên cạnh. Cách biển chỉ có một cây 1,5 km thôi anh chị à. Phong cách này rất là ok, mình rất là thích những cái căn nhà đẹp như thế này, đi quay rất là thích cô chú anh chị à. Đây là cái bàn trang điểm rất là lớn này, này hai vợ chồng ở thì cũng rất là ok. Tùy phòng nó sẽ có một cách bố trí riêng nha anh chị. Phòng này thì dành
dành cho hai vợ chồng, có bàn trang điểm rất là lớn. Đây là khu vực phòng ngủ, phòng ngủ của hai vợ chồng nằm ngay góc này và có tủ, tủ gỗ luôn, có máy lạnh riêng từng phòng một. Đây là cái bàn trang điểm rất là lớn nha, bàn này rơi vào khoảng là 1,5 m tới 1,6 m. Đây, 1,5 m, 1,6 m cho một cái bàn trang điểm như thế này. Gỗ, cửa gỗ. Phòng toilet. Đây là vị trí của phòng toilet. Cô chú anh chị nào đang xem video thì cho em xin một like và một subscribe của kênh để khi mà em update những sản phẩm nào mới á, cô chú anh chị nào có nhu cầu đầu tư bất động sản tại khu vực thành phố Nha Trang thì liên hệ trực tiếp với em, và cảm thấy hợp ý với sản phẩm nào mà em update thì cứ liên hệ trực tiếp với em sẽ hỗ trợ tư vấn đầu tư cho cả nhà mình nhé. Khu vực này nếu như chúng ta khu vực này anh chị có thể làm tiếp một phòng hoặc là phòng để đồ, tại vì mỗi phòng ở đây xây dựng rất là to nha. Tương đối là từ 30, từ 38 cho tới 40. Có phòng này thì hơi nhỏ một xíu nè. Khu vực này dành dành cho sân phơi đồ. Khu vực này là dành phơi đồ cho cả nhà này. Đây. Nhà phong tông màu trắng thì nhìn rất là sạch sẽ. Khi mà buổi tối lên đèn nó sẽ rất là sáng nha anh chị. Nhà sử dụng đèn rất là nhiều. Tiếp tục đây sẽ là một cái tủ gỗ nè. Ở kho cũng có một cái tủ gỗ. Trên này thì dành tiếp một cái phòng thờ. Có phòng thờ riêng biệt. Đây, ngay cái khuôn viên này sẽ làm phòng thờ cho gia đình. Gia đình ngủ chúng ta thì sẽ làm cái phòng thờ, khu vực trên này thì sẽ rất là ok, rất là ấm cúng nha. Trên này sẽ là ban công. Tiếp tục sẽ là ban công sân thượng. Sân thượng trên này. View rất là đẹp. Đây anh chị, em sẽ quay rõ hơn. Kia là cảng đóng tàu nha anh chị, kia là cái cảng đóng tàu của ở dưới khu vực Bình Tân. Từ đây mà đi ra chợ Bình Tân rất là gần, ra tới góc bên này để là chợ Bình Tân rồi. Đó, anh chị đang nhìn thấy thì dân cư ở đây thì gần như là nhà cao tầng hết, khu vực hàng xóm, đường xá nhìn từ trên cao nhìn xuống. Đây, bên hông thì của chúng ta có một lô đất trống như thế này. Rồi, với một căn nhà như thế này thì em cũng không nói quá nhiều nữa, anh chị cũng đã nhìn rất là rõ, em đang quay rất là cụ thể chi tiết từng vị trí của căn nhà. Anh chị nào mà mong muốn đầu tư một sản phẩm nhà thành phố, nhà khu đô thị thì cứ liên hệ trực tiếp với em, và thích cái căn nhà này thì em sẽ gửi sổ và đưa quý anh chị nhà đầu tư đi xem nhé. Thì anh chị nào có mong muốn ký gửi bất động sản thì gửi trực tiếp qua Zalo cho em qua số điện thoại ở trên màn hình. Em sẽ hỗ trợ tư vấn và cũng như là đi review trực tiếp sản phẩm của anh chị để đầu tư và giúp cho anh chị thanh khoản sản phẩm một cách tốt nhất. Thì bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại.